Chỉ mới dạo quanh một vòng thôi thì tôi đã thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của vườn lan nơi đây. Đây là nơi rất là lý tưởng dành cho những ai yêu lan, thích thiên nhiên. Và khi mà khách có nhu cầu mua lan cắt cành hoặc là lan chậu thì chủ vườn cũng sẵn sàng phục vụ luôn nhé. Khu du lịch Điền Lan Thôn Trang với giá trị cảnh quan nổi bật là vườn lan rộng 1,5 hectare, nơi có hơn 200.000 chậu dendro. Khách đến đây không khỏi ngỡ ngàng trước không gian đầy sắc tím trắng của loài hoa kiêu sa quyến rũ lòng người. Chủ vườn còn bố trí cho khách tham quan phòng thí nghiệm nuôi cấy mua lan để du khách được tìm hiểu quy trình sản xuất hoa lan. Khi đến đây thì mình cũng tận mắt mình thấy được cái quy trình nuôi cấy rồi khi mà phát triển thành cây. Thì cái đó là một cái điểm để mà thu hút du khách. Khi vào vườn lan đẹp như thế này được chụp hình lưu lại những hình ảnh đẹp, tôi cảm thấy là rất là thoải mái. Cảm thấy là tâm hồn trẻ hơn. Tới đây mình rất là thoải mái. Với lại cái khung cảnh nó đẹp, nó thơ mộng, rồi nó rộng rãi nữa. Thêm một khu vực dừng chân lý tưởng cho khách tham quan là không gian hoài cổ, bài trí các vật dụng xưa của cư dân miệt vườn, những công cụ gắn liền với sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Đưa về mình cái ký ức rất là coi như là nó ùa về mình nó hả, làm cho mình rất là xúc động, nhớ lại cái cảnh mà hồi xưa mà nông dân mình cực khổ để làm ra cái hạt gạo. Con thấy những cái này là trong sách vở thôi, nhưng mà bây giờ con được trải nghiệm cái cảm giác mà sử dụng những cái công cụ này, con cảm thấy rất là vui và thú vị. Nãy giờ thì đi tham quan cũng nhiều điểm rồi, bây giờ tôi tranh thủ câu cá kiếm mớ rau để chế biến món ăn thôi. Lâu lâu về miền Tây mà được thưởng thức các món ăn đồng quê, đặc biệt là cá kê chiên nè, rau muống luộc nữa thì ngon khỏi chê nghe mọi người.